Xin mời các bạn xem trận bóng này rất lâu vô lộn xộn. Bên đây là gơ tay đôi công với đầu giò với lửa cao 1m41 nặng 36 kg. Hộ công cho gơ là Hảo Hảo Châu Đốc và Xinh Xinh Vĩnh Lộc. Còn bên kia phụ công cho lửa là Cường Kỳ Triền Hai, Tài Nhỏ đứng dưới. Cái này là cáp Tài Nhỏ đứng dưới các bạn, Tài Nhỏ không có lên lưới trên nha các bạn. Kèo này cáp luôn sô bu lộn xộn các bạn ơi. Đây là đôi công đầu dò nha các bạn, chỉ có gơ tay và lửa được qua lưới thôi nha các bạn. Đây là một trận chiến rất hấp dẫn, kịch tính. Sân bãi hiện tại bây giờ trời mưa rất to và vừa tạnh mưa xong các bạn. Các bạn thấy nước ngập vẫn còn sình. Nhưng vì cuộc chiến một mất một còn cho nên các cầu thủ bắt buộc phải vô chiến đấu các bạn. Quá hay cho lửa. Thật sự quả bóng vừa rồi quá ghê gớm cho lửa. Đây là hai bên đôi công bằng cái đầu không nha các bạn. Lửa cao 1m41 cho nên lợi thế cực kỳ những cái đường bóng thấp. Nặng 36 kg. Cao có 1m41 các bạn nhìn kỹ nha. Đó. Quá hay cho lửa. Lò mẹ nó tính kêu kìa. Lắm nó cục tay cục chân cục tay. Mấy ngày đó có chân có tay mình đụng vô gì cục tay gì chứ. Hiện tại bây giờ trời đang bắt đầu đổ hạt mưa tới nữa rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời cho gơ tay, cú quả số 2 quá đẹp. Hiện tại bây giờ Đại Lâm sắm đủ đồ nghề để tác chiến cho mùa mưa các bạn. Dùng áo mưa lung tung các bạn. Không sao, chủ yếu là fan hâm mộ thích vui là ok rồi. Ban ngày áo mưa, ban đêm áo mưa. Dụ đâu? Dụ mưa nhiều lắm. Không biết kia đặt có mua giùm không? Không có hỏi nữa. Rất đáng tiếc cho gơ tay, giờ có một pha bóng quá đẹp chồng đầu lửa. Hiện tại bây giờ trái bóng này đang xem nhau trong hay ngoài nha các bạn. Sân bóng này chơi là tính dấu nha, tròn thì ngoài, méo thì vô. Lực chơi sân này là chạy nha các bạn. Mưa lâm râm nữa rồi các bạn ơi. Cái dù của Lâm đã quá đẹp các bạn ơi, màu dễ thương quá. Cái này còn thiếu cái kiếm nữa thành khách, kiếm khách ở phim kiếm hiệp rồi. Bông vô bên kia ăn gian quá các bạn ơi. Bông vô bên kia ăn gian nói ngoài, trong khi đó gơ tay qua xác định vô rồi. Mưa tiếp, mưa vô, mưa nữa rồi các bạn ơi. Mưa đi vô trong đấy.
Vì tình hình mưa gió hiện tại không có những cái kèo hấp dẫn các bạn, cho nên Đại Lâm cũng cố gắng tìm cho các bạn xem những kèo chế như thế này đỡ buồn qua mùa mưa nha các bạn. Mong các bạn thông cảm, xe và le và xe ủng hộ kênh Đại Lâm Vô Địch Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ba hai hiện tại bây giờ mưa đang to quá rồi các bạn ơi. Mong tốt. 3 đều. Bà thấy không? Bây giờ bơ luôn. Bây giờ thì còn chiến kèo này rất hấp dẫn cho các bạn xem nha. Mưa càng ngày càng nặng hạt các bạn ơi. Đây là cuộc chiến giữa lũ lụt mùa mưa bão. Gơ tay vừa tự sát tại Đắp Lạc. Qua đang tiếp pha bóng vừa rồi của gơ tay. Bên đây là gơ tay Hảo Hảo đến từ Châu Đốc, Xỉn Xỉn đến từ Vĩnh Lộc. Bên kia là đôi công với gơ tay là Lửa, 1m41, nặng 36kg. Và tài nhỏ thủ Cường Kỳ Truyền Hay đến từ Trà Vinh Trà Cú. 4 đều. Pha bóng vừa rồi của Lửa quá tuyệt vời. Hiện tại bây giờ hai bên đang đánh chiến thuật với nhau không nha các bạn. Quá tuyệt vời cho gơ tay. Vừa có pha bóng gốc chia trồng đầu Lửa. Năm đều. Quá tuyệt vời cho gơ tay. Hiện tại Đại Lâm xin cũng nói nỗi lòng của Đại Lâm. Hiện tại bây giờ clip của Đại Lâm cũng mưa gió cực khổ đủ này kia. Có một vài cái quảng cáo trên TV, đó là tiền chi phí để đi quay này nọ, tiền nhà trọ mỗi tháng. Các bạn nào xem quảng cáo thì đó là ủng hộ của Đại Lâm cho Đại Lâm. Và có một số bạn không thích xem quảng cáo thì hãy tạm dừng bỏ qua giùm. Thank you các bạn rất nhiều nha. Có nhiều bạn vô hỏi clip coi quảng cáo nhiều quá chán này kia. Các bạn hãy thông cảm cho Đại Lâm nha. Các bạn biết rồi đấy, trời mưa gió như thế này Đại Lâm vẫn đứng ngoài mưa quay cho các bạn xem bình thường đấy. Chỉ mong là các bạn ủng hộ là vui rồi. Thank you các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.
quá tuyệt vời cho GT 8 sao đội mình. Các bạn hiện tại bây giờ thấy ông đây, các anh em đang nấp hết rồi, chỉ có còn mình Đại Lâm ngoài sân cùng các cao thủ đang đánh hơn nha các bạn. Đây, tám sao lỡ giờ tự sát tại Nam Lạc, chín sao Ramun Ramui. Qua hay cho lỡ. Rambi Rambun. Gơ tay vừa có một quả khai thác qua trọng đầu qua cường kỳ, quá tuyệt vời. Đạp Rambi. Đây là kèo đôi công hai cái đầu không nha các bạn. Xe lỡ cởi trần cao 1m41 nặng 36kg, đôi công với GT đến từ Bánh Bia Sóc Trăng bốn nước Lèo cũng cởi trần bên kia quần đen luôn các bạn. Mười một bảy quá tuyệt vời cho cái lão đồng xu. 8-11 hiện tại bây giờ vào trời mùa mưa bão nha các bạn, cho nên kèo tay kèo hẹn lung tung khó tìm các bạn à. Các bạn xem kèo chế đỡ buồn nha. Bóng ngoài. Hiện tại bây giờ trời bớt mưa rồi các bạn ơi. Chín mười một. Gơ tay vừa tự sát tại Đắp Lạc. 10-11. Rất kịch tính, hấp dẫn nha các bạn. Đây là bộ đồ nghề của Lâm chống mưa bão. Quay cho các bạn xem nha.
không không 10-11 11 đều. Trận chiến lũ lụt rất hấp dẫn, kịch tính. Quá tuyệt vời cho lửa, có pha phát bóng chiến thuật. 12-11, không biết điều gì sẽ xảy ra. Bên Gơ Tây, Hảo Hảo cùng với Xịn Vĩnh Lộc. Xịn giờ tự sát tại đám lát. Lỡ đi cơ năm qua gề gâm. Đập phay, đập mùi. Quá hay cho lỡ. Quá tuyệt vời cho Gơ Tây. Đập bi, đập phay. Hiện tại bây giờ hạt mưa vẫn còn tí tích lơ rơi các bạn. Quá đáng tiếc cho cái chân của Hảo. Thật sự đáng tiếc. 14-12. Không được. Quá hay. Hết đường binh. Rất khó xử cho lửa. Cao 1m41, nặng 36kg. Đập phay, đập bùn. Đập phay, đập bùn. Cái bên Đại Lâm là Apsara, đến từ dân tộc người Khmer. Tiếng của Trà Vinh là đập phẻ, còn tiếng của Đại Lâm là đập phay, đập bùn. Tiếng làng quê khác, tiếng thành phố nông bên khác, hiểu không? Thật sự chúc mừng cho lỡ 1m41, nặng 36kg. Có cú bỏ lỡ đồng xu và cái chân của Hảo. Thật sự đáng tiếc. Hảo ngồi chèm bẹp luôn rồi các bạn ơi. Hảo là đường đường là một cao thủ võ lâm, đầu dò hiện tại bây giờ gần như hay nhất của miền Nam. Nhưng anh ta thủ thật sự không biết như thế nào mà nói các bạn à.
chúc các bạn có những ngày mưa gió bão bùng, xem cần chế đỡ buồn, nhớ xe và le, le và xe. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ok bye.